giả vờ cho quá giang, gã trai chở cụ già 81 tuổi ra cánh đồng lái máy bay. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có 7 anh chị em, nhưng tất cả đều không có nghề nghiệp, mới học hết lớp 1, Hiếu nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình, sau đó hành nghề chạy xe lôi đạp ở gần nhà. Hàng ngày, việc kiếm tiền của Hiếu tùy thuộc vào thời tiết và cũng nhờ vào sự may mắn được khách thuê chở nhiều hay ít. Trước những khó khăn của gia đình, lẽ ra Hiếu phải biết tích góp những đồng tiền ít ỏi để đỡ đần cha mẹ già yếu và lo cho tương lai của mình. Trái lại, Hiếu ham chơi bời, nhậu nhẹt và nghiện phim đen ở những quán cà phê bẩn. Trước đó, Hiếu từng bị công an phường Long Hưng, thị xã Tân Châu đưa đi cơ sở giáo dục Bến Giá, tỉnh Trà Vinh về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau 2 năm học tập, cải tạo trở về, những tưởng Hiếu sẽ ăn năn để làm lại cuộc đời. Nào ngờ mọi việc càng tệ hại hơn khi Hiếu đâm ra lười biếng, không muốn lao động mà chỉ thích hưởng thụ, rượu chè, rồi sinh ra trộm cắp vặt để có tiền tiêu xài. Khi đã ăn cắp quen tay, Hiếu không từ bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả giật tiền của một bà lão lưng còng xếp đất, tóc đã bạc phơ lại bị cụt tay, ngày nào cũng phải đi bán từng tờ vé số kiếm sống. Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 23 tháng 6, sau khi uống hết 5 xị đế cùng các chiến hữu, Hiếu đạp xe về nhà đến đường Tôn Đức Thắng, thuộc phường Long Thạnh thì thấy bà T đang đi bộ cùng chiều. Biết bà T thường ngày đi bán vé số sẽ có tiền, nên Hiếu nảy sinh ý định chở bà T đến nơi vắng để ra tay. Vậy là, Hiếu tiếp cận với bà T, kêu bà lên xe đạp cho hắn chở. Ban đầu, bà T cứ nghĩ chàng trai này thật tốt bụng, chắc thấy trời nắng nóng, nên cho quá giang để đỡ mệt dù chẳng hề quen biết. Chưa kịp cảm ơn, thì bà bị Hiếu kéo lên xe với lời đe dọa. Hoảng sợ, bà T ríu ríu làm theo mà không dám chống cự. Đến khu nghĩa địa của phường Long Thạnh, quan sát xung quanh thấy vắng vẻ, hắn chợt trỗi dậy ý đồ xấu xa, bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác, ép buộc bà lão lớn hơn mình gần 60 tuổi cùng hành sự, nhằm đáp ứng thú tính. Nhưng nhờ sự cảnh giác của những người dân sống xung quanh, nên mọi người đã phát hiện trước khi Hiếu kịp hành sự với bà T. Vô cùng tức giận trước sự việc diễn ra, những người chứng kiến nhanh chóng bắt giữ và đưa tên yêu dâu xanh đến cơ quan công an trình báo. Khi nhắc đến gia đình, bà T đã không kìm được nước mắt. Bà sinh đến 9 người con, nhưng chẳng đứa nào nuôi nổi mẹ, vì ai cũng nghèo khổ, con cái nheo nhóc, nuôi gia đình còn chưa xong lấy đâu ra tiền để lo lắng, phụng dưỡng mẹ già. Thế nên bà vẫn phải bươn trải một mình, sống đơn độc trong căn nhà nhỏ, nay ốm mai đau, tuổi cao sức yếu. Bà chẳng biết làm gì ngoài việc đi bán vé số, những ngày cảm xúc bà cũng cố đi làm vì nếu nghỉ thì ngày đó bà phải nhịn cơm. Tại cơ quan công an, sau khi nghe những lời thú tội của Hiếu, các điều tra viên công an thị xã Tân Châu đều không khỏi ngạc nhiên trước sự bệnh hoạn, mất hết nhân tính, dù hắn luôn miệng biện minh với hàng trăm, hàng nghìn lý do. Tuy nhiên, đó chỉ là những lời ngụy biện khi sự thật Hiếu là một thanh niên bất hảo tại địa phương. Một bản án thích đáng từ cơ quan pháp luật sẽ dành cho kẻ bệnh hoạn này. Các bạn thân mến, đây là một câu chuyện hết sức hy hữu và đã để lại một hậu quả rất đáng tiếc. Qua đây cũng là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta, nhắc nhở chúng ta sống cần phải có trách nhiệm, đạo đức và thượng tôn pháp luật.